Ok mọi người ha. Thì bây giờ là mình hồi nãy mình lỡ mình bấm mất cái quay hồi nãy mình lỡ mình bấm quay mất cái tiêu mất mất cái này mất, cho nên là bây giờ mình lỡ mình quay video cho anh em xem luôn. Thử xem mình có may mắn không. Mình có may mắn không? Ra tướng không? Ra tướng không? Có một sự đặc biệt, có cái gì đó đặc biệt. Có cái gì đó đặc biệt. Ok, mở từ từ nha anh em. 4 sao. Ok. Tiếp. Ok, 4 sao nữa nè. Mình lỡ, thật ra là game nó cho anh em được 10 vé miễn phí nha anh em. Wow, rất là đã luôn. Sorry do mình quên có những đoạn mình không có quay được cho anh em. Nhưng mà thật ra là game nó cũng cho free rất là nhiều quà luôn. Thì ngoài hai code ra thì đó là tặng quà thêm này. Phải mở từ từ mới hồi hộp với anh em. Rất là nhiều quà luôn. Quá rất 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 là nhiều quà luôn anh em. Trời ơi, đã chưa kìa, đã chưa. Trời ơi, quà này, trời ơi. Và đây là tướng. Tướng gì đây? Tướng gì đây? 6 sao. Wow. Eternity. Wow. Quá là ngầu luôn anh em. Wow, một lần chiêu mộ và tôi được chiêu mộ đâu được 6 sao rồi. Ok, sẵn đây mình sẽ chiêu mộ bên này luôn nha anh em. Ok. Mình thì mình thích nhân vật này nè, cho nên mình sẽ chiêu mộ nha. Ok, mình được 2 lần chiêu mộ nữa. Ok, let's go. Let's go. Lần này thì không ra rồi, chắc chắn là lần này chỉ ra tướng 5 sao thôi. Không sao, chúng ta còn 20 lượt mà, chúng ta còn 20 lượt, đúng không? Quá là cháy luôn. Ok. Tính ra khi mình chơi game này nó bị đúng một cái nhược điểm duy nhất á, đó là nó bắt mình phải phải tính tay hơi nhiều. Phải phải chơi tính tay hơi nhiều. 5 sao. Ok, được một tướng 5 sao này, cũng rất xịn sò anh em. Wow, nhân vật ở trong đây làm rất là ok luôn anh em. 5 sao mà tôi đánh giá là quá là đẹp luôn anh em. Ok. Quá là đẹp luôn. Ok. Và vạch mười. Ok. Let's go. Không có gì. Ok. Thì không có gì rồi anh em ơi. Ok. Hơi buồn nhờ, không ra được nhân vật xịn nhờ anh em. Buồn quá nhờ. Ok. Hơi buồn một xíu nhưng mà không sao. Không có gì buồn cả. Chúng ta may mắn là chúng ta được nhưng 5 sao, nhưng mà 6 sao là ok rồi. Yeah, nhưng mà 5 sao gì đấy. Star Charlie. Ok anh em ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ ráng mình cày cuốc thêm một xíu nữa là để kiếm được thêm một ít nữa nè. Kiếm thêm một ít nữa rồi xong mình chiêu mộ. Ok anh em ha, nãy giờ mình cũng ngồi nghịch chơi xíu thì cũng lên được thêm 10 lượt nữa. Yeah. Ít 10 lần thứ 30. Let's go. Ra gì đây? Ra gì đây? 6 sao. Yeah. Có 6 sao. Có 6 sao anh em ơi. Vậy thì phải mở từ từ. Nó mới hấp dẫn chứ. Ây da, ra gì đây? Ây da, ra 3 sao nè. Ok, 3 sao cũng không đến nỗi tệ. Không nỗi tệ. It's not bad. Ok, Bunny. Ok. Oliver 4. I have an apple. Apple pen. Land. Rabbit. Rabbit này lạ vậy.
Rabbit, rabbit. Ai đây? Star. Oh, baby blue. Ok, và đây là sâu sao? Và đây là ai đây? Ai đây? Plan. Và đó là Soda B. Hả? Yeah, Soda B rồi. Yeah, thế là tôi đã nhận được Soda B rồi nha anh em. Ok. Yeah. Ok, chắc là mình end video tại đây nha. Có gì mình cập nhật thêm nha anh em. Ok anh em ha. Bây giờ là cuối rồi. Bây giờ là cuối video thì mình sẽ showcase cho anh em xem cái đội hình mình đang chơi, đội hình gì anh em. Đó, đội hình mình đang chơi là gồm có con Soda B 6 sao, con Eternity 6 sao, con tân thủ vô mới vô đó, và con đây. Ok. So long it is this, and this gives power to thee. Sora tobu terukuro wa tatta no 3000 kōgami senka yo. Ocean wa saiyū 3倍 desu no. Yasushiku ne. Yaiba no yōi, anata wa shinjimasu. Ii ko ne. Omocha wa agemashou. I know the moon, and this is an alien city. Sempre caro ni tsuku seru mo kō. やいばのよい。あれは何ですの？無料サンプル、無料サンプル。よ。電流セレの異性性リンキング。今回のポーションは材料3倍ですの。なんだやりません。これは何ですの？信じます。優しくね。 私にはボディーガードが必要ないと言ったでしょ。雲は天気の予測に使用たる役割を持っている。私にあったことで得したことも損したことも。入る前には必ずノックをしなさい。こんにちは。 デュポーンの映画パーティーへようこそ。すみません、すみません。おや、もういらしたの？入ってきても構わねえが。いらっしゃいませ。